Bình Dương quy tụ ngũ hành, linh sơn Phật tọa, đất lành Đại Nam, trùng chân giữa chốn nhân sinh, nhớ về châu thứ tình tâm cử thiền. Hello, xin chào mọi người. Mình là Bóng Ngô Maru và bên cạnh mình là chàng trai Rube Bùi. Và chàng trai này sẽ bay flycam trong tập này các bạn nha. Và hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn một ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Bình Dương nha. Đó chính là chùa Châu Thới, một trong những ngôi chùa cổ nhất và nổi tiếng nhất Đông Nam Bộ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau Let's go. Chùa Châu Thới tọa lạc trên đỉnh núi Châu Thới, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và ngôi chùa này được thành lập năm 1612 bởi thiền sư Khánh Long thuộc thiền phái Bắc Tông nha các bạn. Hồi xưa thì trong hành trình di dân lập ấp vào miền Nam thì thiền sư Khánh Long vì thương cho dân làng phiêu bạt đến nơi rừng thiêng nước độc ở Nam Bộ. Thiền sư đã đi theo tụng kinh niệm Phật, cầu an cho chúng sinh. Và ngài đã chọn núi Châu Thới lập chùa bởi vì đây là nơi hội tụ linh khí trời đất và cũng là nơi cao nhất của vùng đồng bằng rộng lớn. Bạn sẽ có hai con đường lên chùa, đó là đường đi bộ từ dưới chân núi lên đến cổng chùa. Mình sẽ leo lên 220 bậc tam cấp. Hoặc là con đường thứ hai, đó là đường xe máy chạy thẳng lên một vèo là tới cổng chùa luôn. À quên, xe ô tô cũng đi được nha các bạn. Bóng Ngô Mario có một bánh nhỏ cho các bạn nha. Đó là mình đang trên một cái con đường, là đường đi xe máy lên chùa Châu Thới. Và hai bên thì rêu phong mọc rất là đẹp nha các bạn. Và điều này đồng nghĩa bạn sẽ có 1001 góc sống ảo nha các bạn. Và các bạn nên nhớ là các bạn sẽ giữ an toàn giao thông khi mà các bạn chụp hình nha. Tại vì trên đường này xe cộ chạy rất là đông nha. Nhớ nha. Đường lên chùa thì uốn lượn và dốc dữ lắm nha. Cơ mà phải nói đẹp lắm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong chùa và giới thiệu các bạn cảm nhận của Bóng Ngô theo trình tự. Từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào cổng tam quan của chùa. Điều đầu tiên đập vào mắt Bóng Ngô Mario đó chính là ngôi chùa được xây dựng rất là cổ kính và cực kỳ rộng rãi. Ở mọi ngõ ngách, mọi góc độ, từ ở dưới đồng bằng hay trong khuôn viên chùa, bạn sẽ thấy bộ đôi tượng Bồ Tát siêu to, siêu khổng lồ với tư thế đứng uy nghiêm giữa trời đất. Như các bạn sẽ thấy là ở giữa sân chùa sẽ có hai bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Và bức tượng này cao 22.5m nha các bạn và nặng trên 100 tấn. Và cho đến hiện tại bây giờ thì đây là bức tượng cao nhất tại tỉnh Bình Dương nha các bạn. Chưa đâu nha. Bên trong khuôn viên chùa còn có rất là nhiều thứ mà Bóng Ngô muốn khoe đến cho các bạn. Đó là giữa sân chùa còn có tượng Phổ Hiền Bồ Tát với dáng ngồi ung dung tự tại. Và bên cạnh còn có tháp chuông, nơi có đặt Đại Hồng Chung, là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Và Đại Hồng Chung này nặng đến 1.5 tấn và cao đến 2m, được đúc năm 1988. Các bạn ơi, một cái điều đặc biệt mà Bóng Ngô Mario cực kỳ thích ở đây đó chính là khuôn viên chùa được bao bọc bởi những chú rồng siêu to, siêu khổng lồ các bạn ha. Các bạn sẽ thấy là tượng chú rồng vàng khổng lồ trong tư thế lưỡng long tranh châu được bao quanh sân chùa là điểm nhấn vô cùng đặc sắc tại chùa Châu Thới. Lúc ông trời nắng thì chú rồng uy nghiêm giữa trời xanh, còn lúc mà ông trời mưa thì nước trong sân chùa soi bóng rồng. Dù trời lỡ dở lương ương, dù trời mưa hay nắng thì kiểu gì Bóng Ngô cũng sẽ có những tác phẩm chụp hình để đời. Và các bạn ơi, Rube có một mẹo nhỏ muốn nhắc cho các bạn thì đến đây tham quan thì chúng ta hãy nên tránh những ngày lễ và ngày cuối tuần ra nhé. Vì tại nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch và đến đây tham quan. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan tiếp nhé. Đi nào. Tôi đi đâu lại? Đường này này. Một cái điều đặc biệt nữa là trên mái chùa cột kèo thì bạn sẽ thấy là được trang trí rất là nhiều rồng nhé. Mái lợp ngói âm dương tạo nên một cảm giác cực kỳ cổ kính. Và đi một vòng thì Bóng Ngô cảm nhận được là ngôi chùa này xây dựng theo kiến trúc của chùa miếu Nam Bộ. Ngoài bản cảnh viếng chùa thì ở đây bạn sẽ có 1001 góc sống ảo đó nha. Đẹp vô đối luôn.
Và chùa Châu Thới là một quần thể kiến trúc vô cùng đa dạng, phong phú, gồm ngôi chánh điện này. Và ở đây hiện còn lưu giữ 55 hiện vật cổ có giá trị, tiêu biểu như là hai bộ tượng Thập Bát La Hán và Thập Điện Diên Vương bằng đất nung ở thế kỷ 17. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy là có điện thờ Ngũ Hành Nương Nương và Diêu Trì Kim Mẫu. Và đây chính là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Và bên cạnh có cả cầu bãi nha. Mà nếu bạn có muốn tìm hiểu về Linh Sơn Thánh Mẫu thì mời bạn xem tập vlog Truyền Thuyết Núi Bà Đen của Bỏng Ngô Mario nha. Cực kỳ hay luôn. Và bây giờ mình sẽ đi lên tầng 2 để chiêm ngưỡng điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Các bạn biết không, trải hơn qua 300 năm thăng trầm của lịch sử thì chùa Châu Thới với sự đóng góp của Phật tử bốn phương mà đã có được một diện mạo khang trang như bây giờ. Và ngày hôm nay thì Bỏng Ngô Mario xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô đi tìm hiểu những câu chuyện ly kỳ xoay quanh ngôi chùa này các bạn nhé, mà mọi người thường hay là đồn đoán rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nào. Let's go! Trong quá trình trùng tu xây dựng chùa Châu Thới để tạo nên những bậc thang lên chùa, người ta đã tiến hành phá bỏ nhiều tảng đá chắn ngang đường. Chỉ riêng có một hòn đá không thể phá vỡ. Trên con đường đi bộ lên chùa, chúng ta sẽ bước qua 220 bậc thềm. Và khi mà chúng ta bước lên thứ bậc thềm 170 thì các bạn sẽ thấy một hòn đá chính giữa với khói hương nghi ngút như thế này. Và người ta ở đây không gọi là hòn đá nha các bạn, mà người ta gọi là ông tà. Và ông tà được xem là một vị thần giữ cổng chùa và được trấn yểm ở đây nha các bạn. Thợ xây dựng cho tiến hành đập đá cũng không làm bể tảng đá. Khi mà người ta đào sâu xuống lòng đất thì người ta phát hiện ra tảng đá này dính liền với một khối đá khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Và thế là họ đã cho nổ mình nhiều lần, nhưng tảng đá vẫn giữ nguyên và không bị gì. Và biết được câu chuyện này thì sư trụ trì đã giữ nguyên hòn đá và cho rằng đây là hòn đá trấn giữ ngôi chùa. Và ngài đã viết lên tảng đá bằng chữ Hán Tà Lão Trung Sơn, có nghĩa là ông tà trấn giữ ngôi chùa. Và có một điều thú vị nữa, đó là mỗi lần bạn đi ngang qua hòn đá ông tà thì điện thoại của bạn sẽ bị mất sóng đó nha. Khi bạn đi ngang qua đây thì nhớ thắp cho ông tà một cây hương để mình cảm thấy là bình yên hơn các bạn nhé. Mặc dù chỉ ở độ cao 98m thôi, nhưng tại núi Châu Thới này sẽ cho các bạn cảm nhận được một luồng không khí rất là trong lành. Và hôm nay mình đi thì trời khá là trong xanh, thật là tuyệt vời. Có một cái điều nữa đó nha các bạn, đó là ở đây khỉ rất là nhiều. Và nếu mà các bạn có chụp hình selfie hay là các bạn có sống ảo hay là các bạn có làm gì đi nữa, các bạn nên cất vật dụng cá nhân của mình nha. Lỡ như bị khỉ lấy là các bạn sẽ khóc. Nhớ nha. Sao, từ đó có đủ bạn kéo hồi anh bạn dì cô bác cùng đi tới đây chưa nào? Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng tôi. Và đừng quên để lại những lời comment, bình luận để chúng ta có thể chia sẻ muôn vàn kiến thức với nhau. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.